Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay MyBitcoin sẽ hướng dẫn mọi người là tham gia ăn chia 1 triệu token GRT đến từ CoinMarketCap nha các bạn. Thì nói cái từ ăn chia thôi, nhưng mà theo cái sự kiện này thì mỗi tài khoản sẽ nhận được tối đa là 10 token GRT. Thì nó giới hạn là 100.000 người thôi nha các bạn. Thì 100.000 người này thì 100.000 người này thì chia cho 1 triệu thì mỗi người sẽ nhận được là 10 token GRT. Thì con token GRT này thì cũng là một con token hot nhất trong những ngày qua. Thì con này nó sau khi nó vừa list trên sàn Binance. Sau khi nó list trên sàn Binance thì giá tăng lên là khoảng là 0.5. Thì nhiều anh em đã trúng được cái kèo này các bạn ạ. Nhiều anh em là ăn được cái khoảng là vài chục hoặc là vài trăm hoặc là gần 1 tỷ các bạn ạ. Ăn gần 1 tỷ cái con token này nè. Gần 1 tỷ Việt Nam đồng các bạn. Từ giá từ 0.0 mấy á, mà bây giờ sau khi list sàn Binance thì nó bơm lên là khoảng là cao nhất là giá 0.78. Nhiều anh em ăn được cái kèo này rất là ngon này. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì cũng như mọi khi thôi, thì các bạn cũng cần phải có một tài khoản trên sàn Binance nhé. Các bạn cần phải có một tài khoản trên sàn Binance. Thì link đăng ký sàn Binance mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn đăng ký nhé. Và tiếp theo đó thì các bạn cũng cần phải có một tài khoản trên CoinMarketCap. Thì bạn nào đã có tài khoản trên CoinMarketCap rồi thì thôi. Còn bạn nào mà chưa có tài khoản trên CoinMarketCap á, thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video á. Các bạn tiến hành đăng ký một tài khoản trên CoinMarketCap nhé. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn đăng nhập giúp mình luôn nhé. Thì các bước đăng ký cũng đơn giản thôi. Mình cũng hướng dẫn các bạn nhiều video mình hướng dẫn các bạn rồi. Thì sau khi các bạn đăng nhập, bạn nào chưa đăng ký thì có thể ấn vào phần dấu ba gạch này nè. Trên CoinMarketCap á, các bạn chọn vào phần chỗ đây là có credit account này. Các bạn ấn vào sau đó các bạn đăng ký thôi, sau đó các bạn đăng nhập luôn nhé. Thì sau khi các bạn đã có tài khoản trên CoinMarketCap và có tài khoản trên sàn Binance rồi thì các bạn vào link thứ ba dưới phần mô tả video giúp mình nhé. Chúng ta mở cái link sự kiện ra. Thì ở sự kiện Q&A này có nghĩa là chúng ta Q&A có nghĩa là câu hỏi và trả lời ấy. Chúng ta xem video là hỏi và trả lời ấy. Thì ở phần này thì những câu hỏi và câu trả lời thì mình cũng đã soạn ra cho các bạn hết rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần là nhìn lại các câu hỏi và các bạn điền lại thôi. Thì sau khi các bạn đã có tài khoản trên sàn Binance và đã có tài khoản trên CoinMarketCap rồi thì các bạn vào link thứ ba dưới phần mô tả video. Sau đó nó sẽ hiện ra giao diện như thế này, Q&A the graph này. Bước tiếp theo thì các bạn ấn vào nút get start giúp mình nhé. Hoặc là các bạn ấn vào, các bạn kéo nút xuống đây này. Các bạn kéo xuống nút phía bên dưới á, thì ở dưới phần này nó sẽ có cái phần là touch the wish and ERGRT token này này. Thì các bạn ấn vào phần là touch the wish giúp mình nhé, cái phần màu tím này này, các bạn nhấn vào đây. Chúng ta tiến hành trả lời câu hỏi. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì các bạn ấn vào dấu mũi tên đi qua bên phải này giúp mình nhé. Ở phía dưới góc bên phải của các bạn nó có dấu mũi tên đấy, các bạn nhấn vào. Ok, sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là xác thực người máy, thì các bạn xác thực người máy giúp mình nhé. Ok, sau đó các bạn ấn vào dấu mũi tên đi qua. Chúng ta làm tới đâu thì chúng ta chỉ cần ấn vào dấu mũi tên đi qua thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta cần đồng ý với điều khoản của CoinMarketCap. Thì các bạn ấn vào nút Agree, các bạn chọn vào phần Agree nhé. Các bạn đừng có chọn là ở phần dưới I disagree nha, là toàn đấy. Các bạn chọn là I agree này, có nghĩa là chúng ta đồng ý ấy. Ok, bước tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại email mà các bạn đã đăng ký trên CoinMarketCap. Thì hồi nãy các bạn đăng ký trên CoinMarketCap bằng cái email nào á, thì bây giờ các bạn điền lại email đó nhé. Ok, sau khi điền xong thì các bạn ấn vào dấu mũi tên đi qua. Bước tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái ID, cái UserID trên sàn Binance của các bạn. Thì UID này để làm gì? Thì để sau này nó sẽ phân phối con token GRT này thẳng về quỹ sàn Binance cho các bạn luôn nhé. Thì về việc lấy cái ID sàn Binance thì các bạn đăng nhập tài khoản của các bạn vào sàn Binance giúp mình nhé. Sau đó trên sàn Binance thì các bạn chọn vào hình dấu người này nè. Các bạn chọn phần trang chủ, sau đó các bạn chọn vào hình dấu con người giúp mình nhé.
Thì trên chỗ phần dưới email của các bạn nó sẽ có cái là ID, các bạn copy lại cái ID của các bạn giúp mình nhé. Các bạn copy lại cái ID trên sàn Binance của các bạn này. 39099. Đợi mình tí nha. 39099. 39099057. 057. Ok. Sau khi điền lại cái ID trên sàn Binance của các bạn xong ấy, thì các bạn ấn vào dấu mũi tên đi qua giúp mình. Ok. Bước tiếp theo thì câu hỏi đầu tiên này. Bước tiếp theo thì chúng ta bắt đầu trả lời các câu hỏi này. Thì ở câu hỏi đầu tiên thì nó hỏi là tổng cung của con token GRT này là bao nhiêu. Thì tổng cung của con này thì như các bạn đã thấy trên con GitCap thì tổng cung tối đa của nó là 10 tỷ token GRT nha các bạn. 10 tỷ. Thì các bạn điền lại 10 tỷ nhé. Thì các bạn chỉ cần vào, các bạn nhìn câu hỏi ở dưới á, thì trên Telegram, trên kênh Telegram của mình này này, thì có các câu hỏi này, các bạn ấn vào cái đường link này này, hoặc là các bạn chọn vào phần bình luận này này thì sẽ có thôi. Ở đây là 10 tỷ nha. Thì các bạn điền lại là 10 tỷ. 10 tỷ token. Phần này Shopee nghĩa là tổng cung á, là 10 tỷ, 10. 10 này. Các bạn khỏi ghi dấu chấm hoặc là dấu phẩy nhé, các bạn ghi liền giúp mình luôn nhé. 10 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. 10 tỷ. 1 2 3. Sau đó sau khi các bạn điền xong thì các bạn chọn vào dấu mũi tên đi qua giúp mình. Tiếp theo thì hỏi là what Ether gas. Thì ở phần này thì các bạn chọn câu 2. Ở câu 2 là các bạn chọn cho mình là an gì? An indexing protocol. Đây các bạn chọn là an indexing protocol này giúp mình nhé. Câu C này. Ok. Câu hỏi thứ hai thì nó hỏi là what a subgraph. What a subgraph là open abyss tat around này. Open abyss tat and can query này. Thì các bạn chọn cho mình là câu C, open abyss tat around query này giúp mình nhé. Các bạn chỉ cần nhìn câu trả lời các bạn điền lại thôi. Tiếp theo thì nó hỏi là what is query language. Thì ở phần này thì các bạn chọn là GraphQL. Đây này, câu A ở câu B này. GraphQL. Tiếp theo thì what do you curator do. Thì ở câu hỏi này là câu 5 là single on white t subray. Như vậy là câu single là câu A này. Các bạn chọn câu A này. Rồi câu hỏi thứ 6. Câu hỏi thứ 6 là nó hỏi là what are index. Thì mình chọn là not open to. Not operator task index data này các bạn. Sandwich này, câu B này. Các bạn nhìn lại câu trả lời các bạn điền thôi. Rồi câu hỏi thứ 7 thì nó hỏi là why. Câu hỏi thứ 7 là why do và câu trả lời của nó là for economic security. Đây nè, câu B này. For economic security in fit này. Bạn chọn vào nhé. Rồi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng là why divesting là câu hỏi câu trả lời là has Senko the network and may. Hết đây, câu D này, các bạn chọn câu D nhé. Have Senko and internet and may này. Ok. Bước tiếp theo thì câu 8 là câu trả lời cuối cùng rồi. Bước tiếp theo thì các bạn ấn vào phần submit giúp mình. Các bạn đợi một tí cho nó load nhé. Ok, tiếp theo chúng ta tiến hành là xác thực người máy và tiến hành ấn một lần submit nữa nha các bạn. Các bạn xác thực người máy sau đó các bạn ấn vào submit form. Chúng ta tiến hành submit một lần nữa. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Và bây giờ nó sẽ có một cái email nó gửi về là các bạn đã hoàn thành về việc unwrap trả lời câu hỏi ấy. Đúng rồi, đây nè, job form này nè. Nó kia là cảm ơn bạn đã tham gia vào sự kiện Touch Li&E từ CoinMarketCap này. Thì con này sau này nó sẽ phân phối thẳng về quỹ sàn Binance cho các bạn luôn nhé. Nó sẽ phân phối về quỹ sàn này bay trên Binance của bạn luôn theo cái UID mà các bạn đã khai báo. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn tham gia ăn chia 1 triệu token GRT đến từ CoinMarketCap đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.